Đây quý vị, đây là quán nè, toàn thể quán nè. Đó, quán rất là rộng rãi luôn, rất là đẹp luôn. Đây. Yeah. Tôm nè, trứng nè, cua nè, cua là càng cua đó quý vị. À, ở đây có thịt heo, à, thấy cũng rất là hấp dẫn. Rồi vậy quẩy đó ha. Trời ơi, đây mấy ông thần tài quắt khách vô. À, rồi đây là một cái nồi nước lèo của bánh canh Thanh Tâm quý vị nha. Rồi em trai, cho anh hỏi thăm cái nè. Dạ. Anh nói thật với em rằng là anh nghe người ta đồn đoán là quán mình bánh canh ngon lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Nhưng mà anh hỏi lâu rồi. À, nhưng dạ. Mà lâu rồi đúng không? Dạ. Mà hình như là lúc trước nghe nói là bán ở trên cách đây khoảng mấy căn nhà. Dạ quán cũ em là kế cơm tươi rau á. Quán cũ em ở đó. Đúng rồi, hồi đó anh nhớ cũng có ghé ăn một hai lần nhưng mà dạ. Anh không có để ý bảng hiệu. Rồi bây giờ anh mới nghe ta nói là cái bảng hiệu là cái quán bánh canh cua mà Thanh Tâm này rất là nổi tiếng. Mà thật sự anh hồi xưa anh nhớ anh ăn cũng ngon lắm. Dạ. Nhưng mà anh hỏi thật em là có cái bí quyết gì không? Cái này mình nấu có bí quyết gì không? Dạ, cái này thì mình cũng nấu gọi là gia truyền á. À, gia truyền. Dạ, dạ. Nấu cũng lâu đời rồi. Lâu đời rồi hả? Dạ, tại bà ngoại em xuống, bà ngoại em chỉ nấu, rồi mấy cậu, rồi gia đình em nấu. Ồ, từ bà ngoại đến mấy cậu rồi đến gia đình em. Dạ. Rồi mẹ em rồi đến em được đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà bây giờ anh hỏi thật, cái nồi nước lèo này là em nấu hay là mẹ nấu? Dạ cái này là em với ba em nấu. À em với ba em nấu. Dạ. Ủa tại sao là mẹ không nấu mà ba em với ba nấu? Mẹ em hậu cần, mẹ em bên mảng gọi là cung lưng. Ồ. Dạ. À. Còn đây để hỏi chị này nha. Chị này là vậy cho hỏi thăm cả chị. Dạ. Chị là con trong gia đình hay là chị dạ. Là cái gì? Em là gia đình trong gia đình, em là Út. À con dạ. Út hả? Dạ con Út. À. Bà ngoại của em trai này là má em. À vậy yeah. Dạ. À như vậy là chị làm cái nghề này là được bao nhiêu mấy đời rồi chị? Dạ nếu tính ra là mẹ em rồi xong rồi tính mấy anh em rồi giờ bắt đầu là. À bây giờ chúng ta sẽ gặp trực tiếp ông chủ nha quý vị. Đây là ông chủ quán bánh canh Thanh Tâm nè. À, chào anh. Bây giờ hỏi thật anh có thể chia sẻ thật cho bà con biết rằng là cái quán của mình là mình làm là bao nhiêu đời đó? Tụi em là đời thứ ba rồi. Đời thứ ba đến đời con anh là đời thứ tư đúng không? Đúng rồi. À nhưng mà nói thật rằng là hồi đó đến giờ là mình làm cái nghề này là nhiều đời như vậy là chắc có lẽ là mình rút nhiều cái kinh nghiệm. Dạ đúng. Chính vì cái lẽ đó bây giờ cái quán mình nó mới nổi tiếng như vậy đúng không? Dạ đúng rồi. À nhưng mà bây giờ hỏi thật anh là người nấu trực tiếp nước lèo hay là ai nấu? Ở đây em và con trai. À hai cha con nấu. Hai cha con. À hồi nãy tôi hỏi con trai anh nó cũng nói rằng là hai cha con nấu. Dạ đúng rồi. À, tôi muốn test lại cái nữa thì có đúng như vậy hay không? Đúng. À, rồi bà xã anh đó là công việc gì? Bà xã là quán xuyến quản lý thực phẩm này là. Thực phẩm đúng có rồi, thứ rồi thâu tiền rồi đúng không? Dạ, đúng rồi. À, bình quân một ngày mình bán khoảng được bao nhiêu ký bánh canh anh? Bình quân là ở đây là mình bán là tầm khoảng từ ngày khoảng từ 30 tới 50 ký. 30 đến 50 ký. Tại vì đây là quán mới, còn hồi xưa là quán trên kia là bán nhiều hơn đúng không? Đúng rồi, trên kia bán có thể là bán từ 80 tới 100 ký. Wow. Bây giờ nó suốt vậy đó hả? Là do cái thay đổi địa chỉ. Thay đổi địa chỉ. Mà nguyên nhân sao tại sao mình thay đổi địa chỉ? Thì do chủ nhà người ta thấy mình bán đông quá người ta ham người ta lấy lại người ta bán thôi. Ồ, có chuyện đó luôn. Dạ đúng rồi. À, có nghĩa rằng ta thấy mình bán đắt quá. Đúng rồi. Rồi cuối cùng người ta lấy mặt bằng lại. Đúng để rồi. Người ta bán. Đúng rồi. À, thì chuyện đời. Bình thường. À, dạ. Bình thường mà. Dạ. À, quá bình thường luôn. Dạ. À, rồi cuối cùng là xuống đây được bao lâu rồi anh? Mình xuống đây được 5 tháng, mới 5 tháng thôi. Mới 5 tháng. Tháng 5. Dạ. À, mới 5 tháng. Như vậy thì một ngày bán 50 ký thì cũng nhiều đó chứ. Thì nói chung là mình bán chỉ bây giờ hiện nay là bán chỉ đủ chi phí thôi. Ồ 50 ký mới đủ chi phí thôi hả? Tại vì chi phí đây mình quá lớn, mặt bằng lớn, nhân viên. Với bây giờ đồ thực phẩm đồ nó cũng mắc nữa. À. Giá thì mình không thay đổi được. À. Vẫn để giá cũ thôi. À. Thì cũng thời gian thì có thể là mình cũng hy vọng phục hồi lại. Đúng rồi, thì cái gì đâu phải vậy. Thì khách ăn quen rồi họ cũng đi tìm mình lại ủng hộ mình. À. Thì cũng cảm ơn quý khách. Đây đây quý vị nè, đây là cái
cái chị này đang làm bánh canh mang về đúng không? Dạ, đúng rồi, đúng rồi. Bánh canh mang về cái giá cũng y chang ngồi ở tiệm hả chị? Dạ dạ đúng hả. Là cái giá ở đây là bây giờ chị có thể chia sẻ rõ ràng, chị đứng gần là chị nói cho nó lớn hồi nãy chị nói không có nghe rõ. Dạ. Là ở đây là mình có bao nhiêu giá nè? Dạ, ở đây mình có 3 giá, 45 rồi. Và 55 và 60. À dạ. 45 là dành cho em bé. Em bé dạ. 45 mà em bé mà dạ. 45 là hơi nặng đô đấy. Dạ. Tại vì giật cha ăn giá nó gieo hàng quá mà. Không, tôi nói đùa vậy thôi chứ nếu mà thật sự cái dạ, giá của mình như vậy rồi. Mà mình ăn ngon thì người ta ngon người ta vẫn dạ. Chấp nhận được mà. Có giá bình thường là 50, 55. Dạ. Còn giá đặc biệt là 60. Dạ. Đúng không? Dạ dạ đúng hả? Sao để phỏng vấn mấy chị này coi chị ăn sao? Chị có cảm nhận như thế nào? Nè em cho anh hỏi thăm cái nè, em ăn bánh canh đây ngon không em? Dạ ngon anh. Ngon, thực sự không là ngon không? Dạ dạ ngon ngon. Nói thiệt lòng chứ? Thiệt. Vậy hả? Dạ. Còn hình như em đây cũng đang chờ ăn đúng không? Dạ. Mà em biết cái quán này lâu chưa hay là tình cờ em đi ngang qua em thấy? Dạ tình cờ đi ngang qua em thấy. Tình cờ đi ngang qua thấy là ghé vô ăn luôn. Dạ. Chứ còn chưa ăn bao giờ phải không? Dạ. Thì thôi cố gắng ăn đi thử coi thử như thế nào nha. Cô cảm ơn anh. Quán này là lâu đời lắm rồi. Tôi nhớ là mình bán trên kia kìa. Chị này chị phục vụ phải không? Dạ. Trời ơi. Không, quán xá thì thưa thật với quý vị rất là sạch sẽ nha. Rất là sạch sẽ gọn gàng. Thì nói thật với quý vị, cái ngon hay cái dở chưa biết, nhưng mà thấy sạch sẽ gọn gàng, thấy tươm tất như thế này là thấy ok rồi. Đó. Đi vào cái không gian bếp cũng thấy rất là gọn gàng quý vị ơi. Đây. Đây không gian bếp nè. Đó, không gian bếp này cũng rất là gọn gàng, sạch sẽ luôn. Là chính vì cái sạch sẽ này là mình cảm thấy là ngon miệng rồi, đúng không? Vệ sinh là... Bây giờ Long nói nhưng mà Long phải thưởng thức coi thử như thế nào. Tại vì là trước đây thì cái quán nó nằm cách đây chừng khoảng trăm ngoài mét thôi. Thì Long có ăn một hai lần rồi, rất là ngon nhưng mà Long không có để ý cái tên. Nhưng mà hôm nay là Long là có dịp đi qua đây thì Long thấy cái tên bánh canh Thanh Tâm, thành ra là Long thấy cũng hoành tráng quá, Long mới vô ăn thử. Nhưng mà thưa thật quý vị rằng là thấy mới cái bước đầu mình thấy ra tô bánh canh như thế này nè, quý vị thấy không? Cua nè, rồi thịt heo nè, huyết nè, rồi chả cá nè, trứng nè, tôm nè, đầy đủ hết. Thì có nghĩa rằng là Long nghĩ chắc nó sẽ ngon. Để mình làm thử coi, để ăn thử mới biết nha quý vị. Ngon quý vị nha, ngon, phải nói thật sự ngon. Ngọt rất là ngọt. Ngon quý vị. Đây là cái càng cua. Cái càng cua. Càng cua rất là ngon, là bự. Ngon quý vị ơi. Đây là cái chén huyết thêm. Huyết ở đây Long rất là thích ăn. Huyết đây là huyết huyết dịch nha quý vị. Bánh canh mà làm huyết dịch chứ không phải làm huyết heo. Huyết heo là nó cứng. Nó cứng. Còn huyết dịch là rất là ngon. Dai dai ngon lắm quý vị. Ăn thử lát thịt heo coi. Tôm rất tươi. Tôm tươi nha. Ở nhiều chỗ người ta bán tôm này người ta để tủ đông á, mấy ngày nó không có tươi, không mềm như vậy.
rất ngon. Thằng cua nhiều lắm quý vị ơi. Thằng cua lớn quý vị. Cua quý vị, thằng cua rất là ngon. Rất là ngon quý vị nha. Ồ, đây là cái chén huyết thêm nè. Cái chén huyết thêm này đó là có 5.000 đồng một chén thôi. Rất là tuyệt vời luôn. Rất ngon quý vị, cực kỳ ngon luôn.